quý khán giả và các đồng chí, thay bằng việc phải ấn tay liên tục vào những bình dung dịch rửa tay như thế này, thì việc sử dụng máy sát khuẩn tự động, người rửa tay chỉ cần đưa tay vào máy, thiết bị sẽ lập tức phun một lớp xương dung dịch rửa tay. Chỉ mất vài giây, việc rửa tay đã hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả. Đó là một ý tưởng độc đáo của những người lính Học viện Hậu cần giữa mùa tâm dịch COVID-19. Với mong muốn có một sản phẩm giúp cán bộ học viên của học viện có thể sát khuẩn tay nhưng hạn chế tối đa việc tiếp xúc, hiệu quả và tiết kiệm nhất có thể, nhóm cán bộ Phòng Khoa học Quân sự của Học viện Hậu cần tham khảo, nghiên cứu và cho ra đời thiết bị sát khuẩn tự động giúp kiểm soát nhiễm khuẩn. Cái máy sát khuẩn tự động của tôi được cấu tạo như sau. Thứ nhất là vỏ hộp. Cái thứ hai, nó gồm có bộ đổi nguồn 12V. Thứ hai, ba là cái motor áp lực 12V. Cái thứ tư là bộ cảm biến. Và thứ năm là cái cảm biến hồng ngoại. Và thứ sáu là gồm có cái đèn để khi mình cho tay vào thì đèn nó, cái cảm biến nó nhận cái tay, sau đó là đèn nó sáng và motor của máy áp lực nó sẽ hoạt động phun ra cái tia nước sát khuẩn tay trong vòng khoảng 7 giây. Thời gian mình có thể điều chỉnh tăng giảm. Máy sát khuẩn tự động hoạt động theo nguyên lý tự động phun dung dịch sát khuẩn dưới dạng phun xương. Khi cho tay lại gần đầu phun, cảm biến hồng ngoại IR sẽ tự động thu thập dữ liệu và xác định khoảng cách giữa tay và đầu phun. Nếu khoảng cách phù hợp, cảm biến sẽ ra lệnh cho khối điều khiển động cơ bơm dung dịch sát khuẩn tới đầu phun và bắn ra số lượng dung dịch vừa đủ cho một lần rửa tay. Mỗi người chỉ cần 2 hoặc 3 giây là đủ. Khi rút tay ra khỏi cảm biến, thì cảm biến lập tức sẽ ngắt dòng cho relay, má bơm sẽ tắt hệ thống dừng phun sát khuẩn. Ưu điểm của thiết bị sát khuẩn tay tự động này là có thể hoạt động liên tục. Khi sát khuẩn, người rửa tay không phải chạm vào máy để nhấn. Việc này giúp tránh được nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Thiết bị nhỏ gọn, lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng, có thể di chuyển tới bất cứ khu vực nào cần thiết. Ngoài ra, điểm sáng tạo của thiết bị này ở chỗ không chỉ sử dụng được cho một người một lần. Nhóm nghiên cứu đã tích hợp tính năng của thiết bị để có khả năng phục vụ số lượng 6 người cùng một lúc. Đối với cái trường hợp một đồng chí sử dụng cái sản phẩm thì chúng tôi dùng cái van khóa nhất. Và đối với hai đồng chí sử dụng thì chúng tôi cũng dùng hai van khóa lại để tiết kiệm dung dịch. Còn đâu nếu mà cái sản phẩm khi mà chúng tôi mở van khóa này ra thì nghĩa là các 6 đồng chí mà đi ăn cơm lên sát khuẩn cùng một lúc thì tất cả các đồng chí, 5 đồng chí tiếp theo là cũng được sử dụng. Hiện nay, thiết bị đã được lắp đặt và sử dụng rộng rãi tại Học viện Hậu cần và nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ cán bộ, học viên của học viện. Cái máy sát khuẩn này thì nó có cái lợi ích là nó nhỏ gọn và được sử dụng được nhiều người cùng một lúc. Nó tương đối là tiêu hao ít cái dung dịch. Vậy tôi thấy nó rất là phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trước đây khi chưa có sử dụng máy sát khuẩn thì chúng tôi sử dụng bằng chai xịt. Thì với quân số của chúng tôi là 100 học viên thì mất khoảng 10 phút thì mới xong được một lượt. Nhưng mà khi mà có đưa máy vào ứng dụng thì chúng tôi tiết kiệm một thời gian hơn, khoảng 3 phút là chúng tôi có thể sát khuẩn xong đối với các học viên. Sử dụng hoàn toàn bằng các linh kiện điện tử có độ chính xác cao, tháo lắp dễ dàng, chi phí sản xuất tiết kiệm và đặc biệt là có thể sử dụng cùng lúc nhiều người. Thiết bị sát khuẩn tự động vừa giúp tiết kiệm dung dịch, vừa rút ngắn thời gian phải chờ đợi khi sát khuẩn. Đồng thời, hạn chế sự tiếp xúc tối đa khi sử dụng cùng một chai nước sát khuẩn, góp phần giảm lây lan dịch bệnh. Học viện Hậu cần chúng tôi đã tiến hành đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch COVID-19. Cái việc mà phát huy cái trí tuệ, phát huy những cái sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để góp phần vào cái việc cái công cuộc cái nâng cao cái hiệu quả công tác phòng chống dịch là cũng được quan tâm một cái đúng mức. Chúng tôi thì cũng đã có cái chương trình tiếp theo là sẽ rút kinh nghiệm những cái mà đã làm được, sẽ cố gắng nghiên cứu và có thể phát triển những cái thành tựu mà đã làm được.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, các đơn vị của Học viện Hậu cần đã và đang thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chủ động, tích cực nghiên cứu ra nhiều ứng dụng khoa học công nghệ để tránh lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng.